Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ trình bày công việc của một người giám sát dịch vụ kiểm tra chất lượng làm sạch sau khi mà nhân viên làm sạch phục làm sạch phòng trong căn hộ. Công việc cụ thể của người giám sát dịch vụ là hôm nay chúng tôi sẽ trình bày về công việc kiểm tra chất lượng của một nhân viên làm sạch sau khi đã làm sạch một bức tranh trong căn hộ. Chúng ta sử dụng một khăn mặt trắng gặp làm tư và khăn đảm bảo là sạch và khô. Chúng ta đầu tiên kiểm tra tất cả những g trên của khung tranh, g bốn xung quanh và tất cả những g dưới góc cạnh, đảm bảo là không có vết bẩn, vết bụi. Tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra tất cả các bề mặt của khung tranh, khung mặt kính và đảm bảo là không có vết bẩn, vết bụi. Và chúng ta nhìn trên bờ mặt kính là không có vết tay, vết xước hoặc vết rẻ lau để lại. Và đó là công việc chúng ta đã kiểm tra về chất lượng. Còn về hình ảnh của bức tranh sau khi đã làm sạch xong rồi thì chúng ta sẽ chỉnh cho bức tranh nó ngay ngắn